Ok anh em, thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh em chia sẻ với anh em là cách để chúng ta kháng BM. Thực ra kháng BM và đặt quảng cáo với kháng fanpage thì tất cả chúng ta đều vào trong cái phần là chất lượng tài khoản quảng cáo của Facebook. Ở Facebook, cái đường link ở đây, facebook.com về sự theo quali, thì tất cả các vấn đề của các bạn nó đều nằm ở đây hết. Tuy nhiên là khi chúng ta kháng BM, các bạn sẽ cần phải chú ý một điều. Các bạn sẽ ví dụ ở đây mình có một con BM nó đang bị vội hóa, thì các bạn bấm vào đây. Thì các bạn bấm vào đây, cái chữ yêu cầu xem xét này nó màu xanh, thì các bạn bấm vào thì các bạn sẽ cần phải đọc cái chữ dòng chữ này đầu tiên đó, đọc cái dòng chữ này đầu tiên là xem là chúng ta được quyền kháng luôn hay là chúng ta phải xác nhận danh tính. Nếu như cái BM của các bạn mà có chữ xác nhận danh tính trước khi kháng như thế này mà các bạn bấm bắt đầu là coi như các bạn hoàn toàn vứt đi cái BM đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta bấm bắt đầu thì 100% các bạn sẽ kháng xịt, không bao giờ kháng được. Vậy nên là các bạn sẽ cần phải sử dụng một cái nick Facebook khác. Nick Facebook khác là nick đã xác minh danh tính trong vòng 7 ngày mới về. Cái thứ hai, kinh nghiệm thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đây là gì? Là khi chúng ta kháng BM, nếu như nó đang rơi vào những thời điểm bão, các bạn không nên kháng ở cái trình quản lý chất lượng tài khoản này, mà các bạn nên kháng qua một cái link gọi là link kháng BM. Ok. Thì đầu tiên là để thêm được một cái con via khác vào trong cái BM thì chúng ta sẽ cần phải tạo BM. Thì đối với những cái con BM mà bị hạn chế như thế này thì có thêm được không ạ? Vẫn thêm bình thường các bạn nhé. Thì cách thêm rất là đơn giản thôi. Mình sẽ dựng thứ nhất là các bạn sẽ vào cho mình cái website tên là mail.tm. Đấy, các bạn vào website này. Các bạn lấy cho mình một cái link. Lấy cho mình đây, đây là cái giao diện đầu tiên khi các bạn vào trong cái website này. Các bạn lấy cho mình một cái email như này. Thì trước khi email đấy thì chúng ta sẽ cần phải có con via, thì mình sẽ cần phải đăng nhập với con via. Ở đây mình sẽ thêm đi, thêm cửa sổ trình duyệt mới vào đây được, thêm tạm vào đây để kháng vậy, via kháng xác minh danh tính, ví dụ như vậy. Mình đặt tên như vậy cho nó dễ nhớ, không cần tạo lối tắt trên màn hình này. Xong thì để kháng được cái con via này, đầu tiên là chúng ta không phải đăng nhập Facebook mà chúng ta sẽ vào cái công cụ là User Agent Suite and Manager để chúng ta thay đổi cái mã vân tay của trình duyệt. Tại sao lại thay đổi mã vân tay của trình duyệt? Bởi vì nếu như là một trình duyệt ở trên máy tính của bạn, ví dụ trình duyệt Cốc Cốc, trình duyệt Chrome hay trình duyệt Firefox, mà ở đây các bạn nhìn thấy mình có rất nhiều các hồ sơ khác, hồ sơ người dùng khác, thì nếu như các bạn không cài công cụ này cho các cái hồ sơ này thì các cái hồ sơ ở đây có khoảng chục cái hồ sơ, thì chục cái hồ sơ đây nó đều giống nhau hết, nó đều quay là một. Vậy nên là chúng ta phải cài cho nó một cái công cụ khác để thay đổi mã vân tay trình duyệt, thay đổi mã vân tay trình duyệt để Facebook nó nhận diện ra à thằng này là thằng khác. Ví dụ đây mình thay cho nó thiết bị là macOS đi, trình duyệt Safari cho nó giống, được chưa? Đấy, thì mình cái thiết bị của mình đang dùng đó là một thiết bị Windows, được không? Dùng Win 10 thì mình đổi sang là thiết bị ở đây là macOS, sau đó thì chúng ta mới vào Facebook. Thì các bạn, nếu như bạn mua vi ở đâu mình không biết, người ta khuyên các bạn lên đăng nhập bằng m.facebook hay gì đấy vân vân, thì lời khuyên của mình không cần. Với những cái con vi ở bên mình đã qua xử lý thì các bạn sẽ không cần phải đăng nhập bằng m.facebook, các bạn cứ vào thẳng facebook.com và giúp mình, được chưa? Sau lưu ý là các bạn phải cài cái trình duyệt là thay đổi mã vân tay của trình duyệt User Agent Suite and Manager vào nhé. Đây nó là cái này nhé, các bạn phải cài cái này vào, sau đó các bạn bật nó lên thì các bạn mới đăng nhập được kiểu này, được chưa? Các bạn lưu mật khẩu lại. Đây là thứ nhất. Đấy, tại sao lại phải cài? Tại sao lại cài? Thì các bạn hình dung xem, việc cài công cụ này nó giúp chúng ta một cái thiết bị mới, một cái máy tính mới. Thì cái công cụ này nó cũng không hoàn toàn đảm bảo cho chúng ta một cái thiết bị mới, một cái máy tính mới đâu. Nhưng mà nó vẫn sử dụng chung một cái địa chỉ IP mạng nhà chúng ta, đúng không ạ? Thì các bạn cứ hiểu như thế này cho dễ, là nếu như một cái công ty ở ngoài kia có rất nhiều công ty đang có rất nhiều các bạn marketing khác, đúng không ạ? Rất nhiều các bạn marketing khác, thì các bạn marketing người đang sử dụng những cái con vi ở trên những cái thiết bị khác nhau, nhưng mà đang sử dụng chung một cái thiết bị IP, dùng chung một cái IP mạng của công ty, và các bạn thường nói rằng là bị quét do IP thì cũng có thể là đúng hoặc cũng có thể là sai, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì IP nó chả liên quan, IP nó chả liên quan, được chưa? Ok, thì các bạn với những con vi đã qua xử lý thì nó sẽ luôn luôn có checkpoint, một cái là checkpoint về mail khi chúng ta đăng nhập trên một cái thiết bị lạ, thì các bạn cứ tìm cho mình vào cái email thôi. Nhưng ở đây là thiết bị, là check in thiết bị máy tính khác, là thiết bị check in cái này là comment này, cái check thông tin cái gì đấy. Tiếng
dịch sang tiếng Việt xem nào. Đây, yêu cầu bạn bè giúp đỡ rồi, ok thì mình chúng các bạn cứ xác minh email là dễ nhất. Thì để xác minh email, nó có một cái email ở đây. Thì các bạn sẽ tiếp tục lại vào trong cái email. Thì email của những cái con kia nó là outlook.com. Các bạn vào cái đường link này chứ không phải là gmail.com, các bạn chú ý giúp kỹ giúp mình nhé. Đó là Outlook, nó là via của Microsoft chứ không phải miệng via của Google. Thì các bạn vào đây thôi. Thì cái mail của cái thằng Microsoft này có một cái rất là hay là nó có thể một số điện thoại nó xác minh được rất nhiều email. Tuy nhiên là nó có bị một cái nhược điểm là nó sẽ rất dễ bị hack nếu như các bạn không biết được. Nó rất dễ bị hack các bạn. Nó bị hack dễ một cách rất dễ cực kỳ luôn, là sau 24 giờ có thể hack được mà nó không thông báo gì. Bởi vì các bạn cũng không bao giờ vào trong cái mail này, các bạn check check cái mail của cái thằng Facebook này cả. Cho nên là nó rất dễ là để bị hack. Vậy nên là các bạn cần phải bảo mật, tức là thay đổi mật khẩu, thay đổi bảo mật hai lớp và thay đổi cái email phụ. Thì như vậy các bạn sẽ tránh được cái việc là bị check void. Thì video này mình sẽ không làm về cái bảo mật đấy được. Các bạn có thể xem cái video bảo mật này, bảo mật via, bảo mật Facebook, bảo mật email hoặc là sử dụng via, vân vân. Các bạn sẽ xem cái video đấy trên kênh YouTube của mình. Mình đã hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết rồi, anh em chỉ cần xem mình thôi là được. Thì đây mình sẽ đổi sang tiếng Việt để cho các bạn dễ dàng thao tác và dễ dàng quan sát. Được chưa? Dễ dàng quan sát. Đây. Việt. Đấy. Ok. Thì sau khi chúng ta đăng nhập cái con via này rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu là tiến hành là sang cái con via này. Chúng ta quay trở lại cái con via đang cầm với BM bị hạn chế để chúng ta thuê người đúng không ạ? Các bạn copy, các bạn nhớ cái, quay lại cái đường link là mail.tm. Các bạn copy cái mail đây bằng cách nhấm vào nó, nhấp vào nó phát là được copy. Sau đó các đây các bạn ấn thêm. Các bạn điền cái email vào đây. Các bạn chọn quyền quản trị viên và ấn tiếp tục. Lưu ý các bạn không phân chia bất kỳ tài sản hay cái gì nào khác. Các bạn ấn mời thôi, cho nó quyền cao nhất là quyền quản trị viên. Sau đó các bạn sẽ sang cái tab chứa mail.tm. Các bạn sẽ thấy một cái thông báo của Facebook ở đây. Có thể là sẽ mất khoảng 5 giây hoặc là có thể có ngay như thế này, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn dễ bấm vào cái, các bạn không bấm vào chuột phải, các bạn để chuột phải với chữ bắt đầu này, các bạn bấm chuột phải thì nó ra đây, các bạn ấn sao chép địa chỉ liên kết. Nhưng mà sẽ có một số bạn không làm được việc này và việc này rất khó khăn, thì các bạn cứ bấm vào đây thì nó ra một cái tab mới. Thì việc của các bạn không phải là nhập cái tên vào đây mà các bạn copy cái đường link này, copy cái đường link này, các bạn sang cái con view mới xác minh tính về chúng ta vừa đăng nhập, các bạn dán vào đây, các bạn ấn enter giúp mình. Lúc này các bạn sẽ nhập vào đây, via kháng xác minh định tính. Hôm nay là ngày 31 tháng 8, được chưa? 31 tháng 8. Các bạn ấn tiếp tục và chờ khoảng độ 5 giây. Có thể ước này nó sẽ bắt các bạn nhập mật khẩu của cái con via xác minh định tính này. Thì các bạn nhập mật khẩu vào và các bạn chờ khoảng 5 giây là ok. Đó. Rồi, sau khi nó xong như này rồi đúng không ạ? Thì chúng ta làm cái gì tiếp theo ạ? Đấy. Các bạn bấm vào xem chi tiết. Xem chi tiết. Lưu ý với các bạn rằng là chúng ta sẽ kháng cái BM này một cách bình thường ở đây. Các bạn ấn yêu cầu xem xét lại. Thấy không ạ? Chỗ này nó là yêu cầu xem xét lại nhá. Còn cái con bên này nhá, cái con bên này mình sẽ bấm vào bên này cho các bạn dễ so sánh này. Chất lượng tài khoản và cái phần kháng nghị của cái con via mà đã hết cái quyền xác minh danh tính ấy, thì ở đây nó yêu cầu xác minh danh tính được chưa? Nếu như các bạn ấn yêu cầu xác minh danh tính và chữ bắt đầu này thì coi như các bạn đã vứt cái con BM đi rồi, không bao giờ các bạn kháng được, 100% là không kháng được. Và các bạn nào đã bấm rồi cũng không thể nào cứu được nữa. Vậy nên là các bạn nhanh nhất hãy đi mua cho mình một con BM mới là nhanh nhất và giải pháp tối ưu nhất, được chưa? Thì ở đây thì cái giai đoạn này mình cũng không biết là Facebook nó còn bão, nó còn quét, nó còn kháng được không. Nhưng với kinh nghiệm của mình nhá, với kinh nghiệm của mình kháng ở đây kháng Cao Linh, thì với cái kinh nghiệm của mình thì khi mình đăng nhập một cái con via xe quyền một con BM mới cho con via ở đây thì mình sẽ thường là kháng dòng 2. Thường là kháng dòng 2. Được chưa? Hoặc dòng 3. Thì kháng dòng 3 mình sẽ copy cái này, copy cái dòng 2 mình dán vào đây. Tôi cho rằng có người sử dụng trái phép tài khoản kinh doanh của tôi và dẫn đến tài khoản, mình sẽ trình bày đúng nhá, tài khoản kinh doanh của tôi bị bất thường. Đấy. Vui lòng kiểm tra lại và kích hoạt lại tài khoản kinh doanh cho tôi. Đấy, được chưa? Thì đây là cái
cách kháng của mình. Thì các bạn sẽ bảo rằng là, hoặc là trước đây mình có những cái video mình bảo rằng là khi chúng ta viết như thế này thì thường là máy đọc, đúng không ạ? Nhưng mà máy của Facebook nó cũng rất thông minh. Máy của Facebook nó rất thông minh, nó hiểu được cái đoạn hội thoại đấy, và nó hiểu được cái gì ạ? Cái tình trạng của chúng ta đang ở đâu, tức là chúng ta đang làm bất thường hay chúng ta đang làm vi phạm. Nếu như là vi phạm thì chắc chắn là sẽ không được. Tuy nhiên đối với con BM này nhé, đây là cách kháng thôi, đây là cách kháng, được chưa? Đối với con BM này thì mình suy đoán theo kinh nghiệm của mình và theo cái của mình thì chắc là con BM này kháng không được. Bởi vì sao? Bởi vì nó có báo cho mình cái nỗi là hạn chế thương mại. Thì khi mà bấm vào cái nỗi hạn chế thương mại ở đây, nếu như các bạn thật sự muốn làm Facebook một cách hiệu quả, muốn làm Facebook một cách ổn định và muốn chơi được Facebook, thì các bạn sẽ cần phải đọc luật của Facebook, các bạn thấy không ạ? Hoạt động thương mại yêu cầu, được chưa? Bụp một phát ra 50 chính sách. 50 chính sách. Được chưa? 50 chính sách. Sự đáng tin cậy, cung cấp thông tin chính xác và làm tốt nhất. Tất cả các thứ này, sau khi ở đây rồi các bạn sẽ cần phải tiếp tục đọc tiếp. Hỗ trợ về thương mại Facebook tại đây, xem các chính sách thị trường hỗ trợ thương mại tại đây. Đó, được chưa? Tên miền, xác minh miền. Thì cái này chắc là do mình chạy quảng cáo chuyển đổi, mình chưa xác minh tên miền với công cụ này, cho nên nó dẫn đến hiện tượng này. Nó dẫn đến đây cho anh em xem. Xem luôn, nói có sách là mách phải có trứng, đúng không ạ? Thì mình đang chạy quảng cáo chuyển đổi, mình đang test quảng cáo chuyển đổi. Đấy, khóa học là Facebook Ads thực chiến của mình ấy, 500.000 cho anh em ấy. Đây, thấy chưa? Đây nhá, thấy không ạ? Chưa xác minh tên miền website. Đấy, click liên kết này, cũng có chuyển đổi đấy, chạy chuyển đổi bây giờ cũng đang khá là ngon anh em ạ. Khá là ngon. Đây. Anh em nhìn này. Đấy, 167.000 bảy chuyển đổi. Nhưng là mình chưa xác minh tên miền. Ở đây mình sẽ vào phần tên miền để anh em xem. Mình vào phần tên miền thì có thể mình đang bị vi phạm chính sách ở đây. Đây, chỗ Big Sale này là chỗ nó khóa mất rồi. Nói chung là cái phần Big Sale là mình chưa xác minh tên miền với thằng Facebook thì cái lỗi của mình là vi phạm chính sách này. Đấy, vi phạm chính sách này của thằng Facebook, nó dẫn đến hiện tượng vô hiệu hóa cái tài khoản của các doanh nghiệp. Thì cái vấn đề chạy quảng cáo tài khoản có doanh nghiệp rồi mình cũng đã nói ở một số video trước rồi, thì tiện cái video này mình nhắc lại. Thứ nhất, bạn phải chạy quảng cáo bằng BM. Thứ hai, bạn phải xác minh tên miền với cái BM này. Và thứ ba, tốt nhất là BM của bạn phải xác minh doanh nghiệp với Facebook thì ok, được chưa? Ok, thì cái này mình sẽ chờ xem là Facebook có nhả cho mình không. Thì sau khoảng 2 ngày thì chúng ta sẽ biết kết quả, hoặc là chết hoặc là đi. Nhưng mà một kinh nghiệm nữa, một kinh nghiệm siêu máu dành cho anh em là chúng ta không nên chờ đợi là cái gì. Chúng ta lên tạo hoặc là mua một con BM khác để chúng ta chạy kế vào. Thực ra là mình đã có rất nhiều những cái BM khác để chạy rồi. Cho nên là cái con BM này bình thường. Chết một con, chết hai con, chết 10 con thì nó vẫn là bình thường, bởi vì không bao giờ hết tài khoản quảng cáo, không bao giờ hết BM, không bao giờ hết viên. May thay thì có hết thẻ ở một thời gian ngắn thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.